Nhưng mà giờ mình ở đấy thì chị tính chị chơi nhiều trò chơi đó. Đã leo được khoảng 700 m, bây giờ còn 2.500 m nữa để leo. Sao có cái đường dễ bên này đi nhờ? Sau chặng đường 3.200 m thì cuối cùng mình đã đến biển. Đây được gọi là bãi tắm private của resort nhé mọi người. Bãi tắm này thì rất còn đang hoang sơ và chưa có ai đến đây để khai thác và để làm cả. Đây là còn rất là đẹp nha.